Thưa quý vị, thời gian gần đây, để phòng ngừa dịch Covid-19 thì nhiều người đã sử dụng áo mưa khi mà đi ra đường hay là đi trên các phương tiện công cộng. Và thậm chí là có những hành khách đi máy bay cũng đã mặc áo mưa một lần. Vâng ạ, và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khẳng định, mặc áo mưa khi tham gia phương tiện giao thông công cộng không phải là giải pháp tối ưu để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên tắc phòng hộ là làm sao để nguồn bệnh virus càng không vào mũi miệng càng tốt biện pháp được khuyến cáo là luôn đeo khẩu trang găng tay và mang theo nước sát khuẩn về biện pháp mặc áo mưa thì nên cân nhắc là có cần hay không mặc áo mưa mà tay không sờ vào áo rồi đưa lên mũi miệng thì được còn trường hợp đưa tay lên mũi miệng thì vẫn có nguy cơ bởi virus ở ghế ngồi hay từ giọt bắn có thể dính vào áo mưa rồi xâm nhập vào cơ thể một chuyên gia dịch tễ khác cũng cho biết là ngay cả những bộ quần áo phòng hộ chuyên dụng nếu không biết cách cởi đúng thì vẫn có nguy cơ phơi nhiễm thông qua việc cầm nắm. Vì vậy tốt nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng. Đặc biệt là khi lên máy bay, hành khách phải ổn định chỗ ngồi và hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc khoang hành lý, ghế ngồi hay là tay vịn.